Đây, Thạch Mộc Trang này, có cây mắc khén cao phải tầm khoảng hơn chục mét, gốc rất là to. Bà đứng xa gốc cây nên mà nhìn là so với gốc kìa, gốc này cũng rơi vào vanh tầm khoảng 200. Đấy, cây mắc khén, cây mắc khén đặc trưng của miền Tây Bắc. Cây này nếu mà chút chút xuống khai thác thì chắc phải được tầm khoảng trên một tạ, thậm chí phải hai tạ, Nó hai nhiều tạ quá quả. cành đấy. Đấy, quả đây, quả đây, đây quả mắc khén đây, đấy nó chín này, bắt đầu chúng ta chế biến để đưa làm món gia vị. Đây quý vị sẽ nhìn thấy được là cái đây là cái quả mắc khén trực tiếp này, còn cây nó như sau. Đấy, để Thành Mộc Trang zoom lên để quý vị nhìn cái lá cho nó dễ nha. Đấy, có một cái tên khác nữa, người ta gọi là Nó cái hạt nhẹ cái xẻng. quả hạt ra rồi anh ơi. Đấy, đúng rồi, bà lấy cho con ít cái quả đấy. Đấy, cây này khai thác thì rất là to ở trên đỉnh núi, trên đỉnh núi. Để nhặt gọn vào xong rồi tí mà tí Đấy, báo mình để xuống để Thạch lột. Mộc Trang sẽ chia sẻ với quý vị nhiều cái nét đặc trưng ở cái vùng Tây Bắc ở Thạch Mộc Trang này.